cô dâu lại đến chơi đấy ạ. Hôm nay cô thay mặt hội phụ nữ làng mình đến thăm bố cháu. Ông hôm nay thế nào? Tôi dở dời. Ông lại ngứa họng à? Anh nhớ. Dạ. Khép cho tôi cái cánh cửa kéo gió lạnh. Vâng ạ. Đi rồi, không phải ho nữa. Ông với cả bà giàu, hai người tằng tịu với nhau á? Cháu biết cả rồi còn gì. Bố! Cháu phải hứa với ông là không được tiết lộ ra, đặc biệt không được nói cho bất kỳ ai, rõ chưa? Nhưng mà chính cái sự mà giấu giếm, chính cái sự mà cứ gọi là úp mở đấy thì cũng sẽ lại là một cái dư vị khác mà khiến cho tình cảm của những cái người lớn tuổi nó thêm đẹp hơn và thêm thi vị hơn trong mắt của những cái người được chứng kiến. Không biết là nhà chị Hiền có quen một ai, một cái trường hợp nào mà đến tuổi xế chiều rồi mới bắt đầu nảy sinh tình cảm? Có một ông ở bên phía nhà của mình là lúc đấy ông đã 100 tuổi. Vợ của ông là cũng đã qua đời trước đó cũng rất là nhiều năm rồi. Thì đến một ngày khi mà con cháu dòng họ đến rất là đông đủ ấy, thì ông cũng có giới thiệu một bà. Và bà bên cạnh ông lúc đó thì là 98 tuổi. Và hai người là quyết định là thông báo với con cháu rằng từ bây giờ là chúng tôi ở cái tuổi xế chiều này là đã tìm đến với nhau. Và mong được con cháu chúc phúc cho cái mối tình đó. Cả dòng họ luôn phải nói rằng rất là hoan hỉ. Kiểu mọi người rất là vui mừng bởi vì từ nay là ông đã có một người bạn đời và không còn cô đơn ở cái tuổi xế chiều đấy nữa. Em nghĩ là đến tuổi đấy vẫn mưu cầu hạnh phúc thực sự là một điều đặc biệt. Thế thì Minh Tân còn chưa biết nhá, 198 tuổi vẫn chưa là gì. Mà sát vách nhà tôi luôn, ở chung cư luôn, hàng xóm luôn, thì là ông là 104 tuổi và bà là 102 tuổi. Nhưng mà cả hai ông bà vẫn còn rất minh mẫn. Và hàng ngày ở chung cư mọi người vẫn nhìn thấy cảnh là ông và bà đi rất là chậm, chống gậy, mỗi người đều chống gậy, nhưng đều nắm tay nhau đi ra thang máy, ấn xuống hoặc đi xuống cái tầng để tập thể dục. Cái dịp mà Tết Nguyên Đán ấy thì mọi người ở trong chung cư là đều đến nhà của ông bà xin chữ. Xin chữ là một phần, nhưng mà xin vía hạnh phúc và hòa hợp và tình yêu là nhiều hơn. Và tuổi thọ. Thì mới thấy là tình cảm của người cao tuổi nhiều khi cũng lãng mạn không kém gì người trẻ đâu. Và như cái phóng sự em xem gần đây ấy, cũng là hai cụ ở tuổi U90 rồi, nhưng mà người ông vẫn rất là quan tâm đến bà, biết được sở thích của bà và thậm chí là còn đi chợ nấu cơm rồi may áo cho bà nữa. Món ăn yêu thích của bà là gì? Thích nhất là canh cua là một, tôm rang là hai, thịt lợn nạc mới thích, thịt mỡ là không thích. Đúng, ông đấy là tự ông mua chứ bà cũng không đòi hỏi. Tức là ông đi chợ ông biết như thế thì ông cứ thế tự ông mua thôi. Bà thích đi ô tô hay là xe máy ạ? Xe máy. Xe máy, đúng rồi, xe máy đúng đúng ý. Ông cái gì ông thích, nhưng mà chiều bà là phải đi xe máy. Ông Lộc 85 tuổi, còn bà Phẩm năm nay 84. Ông bà đã ở bên nhau đến nay là hơn 60 năm. Kể lại về ngày đầu tiên gặp mặt, điều khiến ông bà phải lòng nhau đến nay vẫn còn hiện hữu. Úi dồi ôi, duyên phô con vồ với nhau đi. Ngày xưa là ông đầu tiên mới nhớ là ra là nghề cắt tóc. Thế là bà đi qua không biết, cứ mê luôn. Hai người mà yêu nhau ấy thì đáng nhẽ người ta phải đi sống đôi. Nhưng mà cái kiểu mình thì nhà quê, mình thì rác, mình thì cứ đi sống tụt đến sau. Thụt. Biết mắt bà yếu hơn hay đau chân, ông Lộc mỗi sáng lại đi chợ, nấu cơm. Có khi lại ngồi sâu chỉ, khâu lại áo cho bà. Ngày bình yên trôi qua khi chiều đến, ông ngồi đọc báo, bà xem tivi. Cũng có khi bà lúc nhớ lúc quên, nhưng ông bà tuyệt đối không bao giờ to tiếng. Không cãi nhau nhưng mà có kiểu không bằng lòng cái gì thì cái kiểu không ai nói với ai. Tôi không nói nữa, tôi đi chỗ khác. Đến một chốc nữa thì bắt đầu lại quay lại thì lại nói chuyện lại coi bình thường như xưa. Thế thì bà mới ví là bát còn có lúc phi xô nữa nè. Vợ chồng thì tất nhiên phải có lúc giận lúc không. Chứ ai là người hoàn chỉnh được.
ông chăm cho bà chăm cho ông. Có khi con cái chăm lại còn không hợp bằng ông bà chăm cho nhau ấy chứ. Con chăm cha không bằng bà chăm ông, đấy đã là định lý muôn thuở rồi. Ông nội anh khi còn sống cũng vậy. Dù các con có chăm chút như thế nào đi chăng nữa nhưng mà không thể sống xa bà được. Chỉ có bà mới biết là ông thích ăn gì, chỉ có bà mới biết chăm ông như thế nào. Cuộc hôn nhân của em mới được có 5 năm mà bao nhiêu vấn đề rồi, nhiều khi tiền đình lắm luôn. Còn rất là nhiều thứ không thể hiểu được cho nhau mà còn rất nhiều thứ phải tìm cách để cảm thông cho nhau. Nhưng mà ông bà đến tận 12 lần như vậy. Cứ nghĩ xem, 5 năm vừa qua của em ấy chỉ là như là 1 tháng trong vòng 1 năm hôn nhân của ông bà. Thực sự là em rất là muốn học cái bí quyết để có thể giữ được hạnh phúc như vậy là như thế nào. Đến cái tuổi đó rồi và họ vẫn có một người bạn tâm giao, một người bạn đồng hành cùng chia sẻ với mình ấy. Và như vậy thì có nghĩa là cái lời chúc từ hồi đám cưới là cùng sống với nhau đến đầu bạc răng long là đã thành hiện thực rồi đấy. Mà mình cũng phải có một cái nhìn thực tế ở đây, đó là không phải cặp đôi nào cũng có một chuyện tình gọi là êm đềm từ đầu đến cuối giống như là ông Lộc và bà Phẩm, mà cũng có những cặp đôi mà tình yêu nảy sinh ở trong những cái hoàn cảnh rất là éo le, rất là đặc biệt. Em nghĩ là tình yêu có thể xuất phát từ sự đồng cảm rất là nhiều. Đôi khi người ta ở cùng một cái hoàn cảnh, cùng gặp những cái khó khăn, những cái éo le trong cuộc sống thì họ sẽ tìm được sự đồng cảm và đó là nơi để tình yêu đâm chồi nảy lộc.